Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm bên mình, đó là tủ sấy. Tủ sấy này thì được làm bằng chất liệu bằng inox, có chiều cao là 77 phân, bề dài là 53 phân, chiều ngang là 42 phân. Sấy này là có là 20 khay, mỗi khay đều có bề ngang là 40 phân và 38 phân, được làm bằng inox. Mỗi khay cách nhau là 3 cm. Củ sấy này thì các bạn để sấy được như củ quả, sắn, hoa quả, vân vân. Có thể điều chỉnh được nhiệt độ. Đây điều chỉnh nhiệt độ này. 45, 50, 55, 60. Đó, cao nhất là 90 độ C. Điều chỉnh thời gian. Bằng inox. Mọi người mua hàng có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0934 46822, địa chỉ 79 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, website xưởngmaythanhhoa.com. Alo ạ. Mình rất nhiều là sản phẩm khác nhau ạ.